phần 2. kiêng kỵ và ma quỷ trên đất là tác giả hàn lệ nhân mỗi người sống lâu năm trên đất là dù muốn dù không đều giấu trong tâm linh cùng lúc hai hai niềm tin một niềm tin có định nghĩa thoát tục xa vời tôn giáo một niềm tin với định nghĩa trần thế hiện tiền dị đoan mê tín hay tín ngưỡng dân gian trên lý thuyết hai niềm tin này đã được phân danh rõ ràng với hai nội dung hai hình thức và hai cứu cánh khác nhau qua dị đoan mê tín người lào cầu tìm hạnh phúc và sức khỏe sự an toàn và sự bảo bọc trước mắt và tức khắc cho mỗi cá nhân và cho cộng đồng. Còn qua tôn giáo Phật giáo tiểu thừa nói riêng, ngoài cứu cánh nói trên, họ cầu một giải pháp tạm thời cho các hệ lụy tâm linh trong đời sống hiện tại tức hiện sinh hay hư sinh đồng thời dự phóng một sinh lộ siêu thời gian, ngoài kiếp người tức siêu sinh hay niết bàn. Trên thực tế tại đất nước Lào, hai niềm tin này sinh hoạt bổ túc hài hòa, cởi mở tự nhiên trong tâm linh 6 triệu con người, đến nổi chính họ, trong đời sống hàng ngày hay trong các dịp lễ lạc hầu như không còn băn khoăn bóc tách giữa niềm tin tôn giáo thứ phụt bằng thờ Phật hay niềm tin dị đoan thứ phí bằng thờ ma. Có thể khẳng định mà không sợ lầm lẫn rằng hai niềm tin này trên đất Lào có một mối tương quan kỳ lạ tạo nên một cấu trúc tín ngưỡng đặc thù cho đại thể dân tộc Lào. Các dịp lễ có tính cách dị đoan như bun bang phai hội pháo thăng thiên, lễ cầu mưa, bun xuồng hưa hội nước, lễ đua thuyền, vẫn được tập họp, tổ chức trong chùa. Đa số các vị chủ lễ các nghi lễ chính thức về phí thần, ma, đều thuộc thành phần Phật tử thuần thành. Trước 1975, vua Lào vừa là người bảo vệ riêng mối quốc giáo là Phật giáo Lào Theravada bằng tiểu thừa hay nguyên thủy vừa là người trách nhiệm mọi tế tự đối với các phí hộ chỉ cho vương triều. Trong chùa vẫn hiện diện các hình thức mang ý nghĩa mê tín. Các biểu tượng Phật giáo và các biểu tượng về phí vẫn được trình bày. Nhang khói trong cùng một hang động được cho là sắc xít thiêng liêng. Do đó, khi bàn về tín ngưỡng của dân tộc Lào thì khó phân định được lằn danh giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin dị đoan. Nói rõ là giữa Phật giáo Lào và thế giới thần linh hay linh hồn giáo. Khó phân định được lằn danh không có nghĩa là có sự hỗn độn trong tín ngưỡng của dân tộc Lào mà, theo thiền ý, hiện tượng này hàm ý thức tránh trạng thái độc tôn trong tín ngưỡng, hơn nữa phản ánh thật rõ nét nét sống và tập quán cũng như vũ trụ quan của họ. Nhưng chủ đích của bài này, như tựa đề đã nêu, là hạn chế trong vài tục kiêng cứ kế hoạch lâm vào phí thần, ma, quỷ trên đất Lào. Bất kể xuất xứ hay du nhập từ đâu vốn là niềm tin mà trào lưu tiến hóa khoa học cơ giới cho là dị đoan, mê tín hay niềm tin sai lạc với thiên nhiên. Cho nên trong bài này Phật giáo Lào và cả linh hồn giáo đa thần giáo chỉ được nhắc tới khi thật cần thiết. Đề tài về hai tín ngưỡng này sẽ được triển khai trong một bài riêng. Rất nhiều tục kiêng cứ, cấm kỵ ở Việt Nam đã theo bước các bậc trưởng thượng người Việt di cư qua đất Lào từ những năm 1930, 1945 và cho tới ngày nay ảnh hưởng vẫn nguyên vẹn như ở quê nhà. Tóm lại, trong mỗi người Việt theo bất cứ chính giáo nào sinh sống tại Lào nói riêng đều giấu thêm trong hồn, ít nhất, một tín ngưỡng như đã nói trên trong tinh thần nhập giang tùy khúc, nhập ra tùy tục với hai danh xương khác nhau. Một, tục cấm kỵ, kiêng cữ mang theo từ quê cha đất tổ. Hai, tức kha lâm của dân tộc bản địa, 1. Vài tục cấm kỵ, kiêng cữ Việt Nam trên đất Lào. Đầu năm mới, người Việt nói chung đều cẩn trọng trong mọi sinh hoạt vì sợ bị rông. Kiêng sự gây gổ, gắt gỏng e gây gổ nhăn nhó suốt năm. Kiêng quét nhà sự tiền tài tẩu thoát theo. Giác hoặc cả năm làm ăn khó khăn, ít lợi. Kiêng nói tục, chửi thề vì sợ nói tục, chửi thề quanh năm. Trước đêm 30 Tết, con nợ phải lo trả nợ trong năm cho hết còn không phải đi trốn chủ nợ đến giờ giao thừa mới dám trở về nhà vì sợ bị người đòi nợ cả năm. Phần chủ nợ tối 30 Tết phải làm mọi cách để đòi cho hết nợ vì sợ phải đi déo nợ chọn năm. Ca dao có câu giàu có 30 Tết mới hay là vậy. Kiêng ăn mặc y phục màu trắng vì màu trắng là màu tăng tóc. Đầu năm mặc màu trắng, dùng chữ chết cho là điểm gở. Vài tục cấm kỵ, kiêng cứ khác. Kiêng gả chồng cho hai con gái liền vì sợ đứa này giành hết lộc của đứa kia. Người có đại tăng tránh đi ăn cưới, e gây điểm suối quẩy, không may cho cô dâu và chú rể. Kiêng không cho đàn bà có mang ở nơi khác tới sanh trong nhà mình vì tin rằng tử lành, sanh dữ. Cha mẹ kiêng không theo đưa con gái về nhà chồng. Kiêng không để người chết ở lộ thiên vì tin rằng chỉ người vô phúc, bất đắc kỳ tử mới chết lộ thiên. Trường hợp ướp và trưng bày sắc, người còn chút lương chi đều cho là chuyện quái đàn. Hao tài tốn của thẩm vô duyên, phỉ nhổ phong tục tập quán của tổ tiên khi quảng sắc kiêng để cho chó mèo nhảy qua e người chết sống lại và thành quỳ nhập tràng kiêng dùng vật dụng của người chết để lại đánh bạc kiêng bị người khác vịn vai kiêng ăn đầu vịt cơm khê kiêng đàn bà chửa ngồi cạnh e thua đi chùa kiêng ăn thịt chó kiêng dùng đồ ăn cắp dâng lễ và không được ăn cắp đồ lễ trước khi cúng điểm này phải hỏi lại các đàn anh trong nhóm melia tại sinh viên thuở trước kiêng cho trẻ con ăn trứng lộn ăn cơm cháy sợ trẻ con học ngu toàn thứ khoái khẩu cả. Kiêng cho trẻ con ăn chân gà sợ chúng viết run tay. 2. Tục Kha Lâm của dân tộc Lào Kha Lâm dịch nguyên nghĩa ra tiếng Việt là kiêng kỵ. Từ ngữ Kha Lâm đối với dân tộc Lào mang một ý nghĩa sâu rộng đến nổi chưa một người Lào nào dám tự nhận mình thông suốt. Cũng như xưa và nay không một người Lào nào, gồm cả những người Cộng sản Lào, dám phụ nhân Kha Lâm. Những tục Kha Lâm vốn chỉ được khẩu truyền trong gia tộc, làng bản, thường biến thiên theo không và thời gian một sự kiện kha lâm ở Bắc Lào có thể không kha lâm ở Nam Lào. Điều kha lâm hôm qua không còn giá trị hôm nay. Điều kha lâm hôm nay có thể khác hẳn điều kha lâm ngày mai. Tuy nhiên ta có thể hiểu kha lâm là một hình thức tự vệ, một sự kiêng kỵ được truyền thừa lại bằng kinh nghiệm và nhân bản bao hàm lợi ích cho chính mỗi cá nhân, một sự hạn chế tự nguyện trong chính các tự do của mỗi người đối với những hậu quả không hay trong đa số những việc làm và cách hành xử của mình. Không một hình luật Lào nào cấm người bản xứ và ngoại kiều quan sát, nhận định phê bình kha lâm cũng như không có hình phạt chế tài cho sự vi phạm tức không tôn trọng kha lâm trừ trường hợp sự không kha lâm làm tổn hại đến vật chất tài sản công và tư nói chung thì đã có luật pháp do đâu người nào kiên kỵ điều này cấm cản điều kia như thế sao hôm nay bác không làm việc kha lâm tại sao tôi không thể vô làng kha lâm mời thím ăn thử món này cám ơn kha lâm chị có thể cho tôi cầm xem món đồ kia không không được kha lâm anh dùng dầu gì mà tóc anh mướt đẹp thế cho tôi sở tí được không không kha lâm kha lâm kha lâm cái gì cũng kha lâm bạn sẽ nổi nóng khi gặp cảnh huống này nhưng sự thật là vậy đó giữa người lào với nhau hoặc giữa người lào và ngoại kiều sinh sống lâu năm trên đất lào thì đó là chuyện thường đôi khi họ còn chọc gẹo nhau trong niềm thông cảm như sau kha lâm pàpầu khen kha lâm dịch nghĩa kiêng kỵ mồm thổi khen chân múa Kha tiếng Lào có nghĩa là chân, lăm có nghĩa là hò nhưng ở đây lại ngụ ý là múa. Nói rõ hơn đây là cách chơi chữ bằng cách đọc trại chữ Kha Lâm. Khi đi qua một làng bản Lào mà bạn thấy nơi cổng vào làng có một sợi dây kết bằng bông vải răng ngang hoặc một ký vật, một ký hiệu đặc biệt, tục gọi tà léo tùy địa phương thì phải hiểu là dân trong làng này cấm Kha Lâm người lạ vào làng. Thường là vì trong làng đang có trường hợp bệnh lạ hay người chết một cách khó hiểu có thể gây sự truyền nhiễm, hoặc hôm đó nhằm một ngày Kha Lâm của làng. Khi một người lão từ chối không ăn một thức ăn nào đó có nghĩa người ấy đã theo lời khuyên của mõ giả thầy làng. Hầu giữ gìn sức khỏe cho bản thân hoặc món ăn đó thuộc giới cấm của bửu bối phòng thân trên người họ. Một ngày kha lâm có thể là một ngày nghỉ ngơi không làm việc, hoặc nhằm một văn xính ngày rằm. Khi một người lào không bằng lòng cho bạn sờ mó một đồ vật của họ, có thể vì món đồ đó là một vật hiếm dễ khơi lòng tham cũng có thể vì một lý do rất giản dị là đối với người ấy vật kia mang một giá trị tinh thần đặc biệt hoặc món đồ đã được sư sụt môn làm phép nên không muốn ai khác cầm tới. Sở hay vỗ đầu một người Lào đặc biệt đàn ông không những là một kha lâm mà còn là một sự xúc phạm nặng nề, có thể dẫn tới chuyện ấu đả, đổ máu. Vài tục kha lâm khác, kiêng hớt tóc, cạo dâu ban đêm, kiêng hớt tóc ngày thứ tư vì là ngày Đức Phật thí phát xuất ra, và kiêng gội đầu ngày thứ năm, kiêng bò bốn chân trong rừng e cọp đến khi lấy xôi trong tiếp giò đựng xôi phải nhớ đậy nắp lại. Luôn luôn trở lại ít nhất một vắt xôi trong tiếp, gọi là khoắn tiếp khoắn bằng via hai hồn. Kiêng cắn một nắm xôi lớn mà phải dùng một tay cầm nắm xôi. Tay kia ngắt ra từng vắt nhỏ và mỗi lần ăn bỏ trọn vào miệng. Kiêng nằm ăn uống e biến thành rắn. Học trò không được ngồi chỗ cao hơn thầy cô. Thần dân không được ngồi chỗ cao hơn ông Hoàng. Bà Chúa nay là chủ tịch, thủ tướng. Phật tử không được ngồi cao hơn tăng ni vợ không được ngồi chỗ cao hơn chồng. Vợ chồng không nằm chung giường trong ngày sinh nhật của một trong hai người. Vợ phải đi ngủ sau chồng, thức dậy trước chồng. Con cái không được ngồi chỗ cao hơn cha mẹ. Khi ngủ không được hướng đầu về phía cửa ra vào. Không được mang người chết vào nhà, dù là thân bằng quyến thuộc. Không ra cuối trống. Đàn ông không chui qua dây có phơi quần áo đàn bà. Ngoài những điều kha lâm thông thường trên, trong tâm linh người là còn điều quan trọng khác, đó là niềm tin vào phí thần ma quỷ phí trên đất là người ngoại quốc nói chung người việt nói riêng thường hiểu và dịch một cách đơn giản chữ phí thành ma quỷ ý nghĩa chữ phí không đơn giản như vậy phí theo quan niệm lào gồm nhiều nghĩa là yêu ma quỷ quái thần thánh tả tiên âm binh âm tướng oan hồn uổng tử và nhiều thứ khác gom lại tín ngưỡng dân gian lào theo soạn giả chia thế giới thần linh làm ba cấp một thiên sứ như thén pha khun Thén Tèn, Thén Lộ, Nang Thờ Rani, Ni. Thén nghĩa là trời. Hai, địa sứ gồm các phí hạc xá như phí mương, phí bản, phí hương. Là các thần tổ tiên hộ chỉ thôn bản, dân cư, gia tộc. Ba, nhân sứ gồm các phí hạ ái như phí bọc, phí cong coi. Là các ma quỷ, yêu quái biến thái từ con người trần tục. Tín ngưỡng dân gian này thường được gộp chung vào danh xưng linh hồn giáo. Giáo hội Phật giáo Lào không chính thức công nhận linh hồn giáo Lào như một tôn giáo vì linh hồn giáo Lào không có thánh địa, không có giáo chủ, không có giáo lý, giáo luật cố định trên giấy trắng mực đen, không đề ra một cứu cánh tối thượng hay chân lý sau cùng như Phật giáo Lào. Song như đã nói trên, cho tới nay, 2005, linh hồn giáo Lào vẫn cong tồn song hành trong tương dung, hài hòa với tín ngưỡng Phật giáo Lào hệ tiểu thừa vốn là quốc giáo của người Lào từ nhiều thế kỷ nhưng mãi đến khi giành lại được nền độc lập từ thực dân Pháp và qua bản hiến pháp ngày 11 tháng 5 năm 1947, được tu chính trong tháng 3 năm 1965, Phật giáo Lào mới DUOC hợp hiến thành quốc giáo. Phải chăng sự tương dung, tương kính này là hạt nhân hiếm quý mà kết quả cụ thể không thể phủ nhận là sự khác biệt giữa con người Lào và con người ở các quốc gia lân cận mỗi khi có khúc rẻ nghiệt ngả trên con đường lịch sử mang danh cách mạng. Phật giáo Lào, như ở mọi nơi khác, trên phương diện thế tục, tập trung và xuất phát từ chùa và tăng giả biểu tượng tôn kính duy nhất là đức phật dưới nhiều hình tướng khác nhau linh hồn giáo nói chung thường được thể hiện trong các thôn làng giải rác theo các hình thức ước lệ như hó miếu thạt tháp phu núi bà rừng hoặc hiến nhảy tảng đá tổn mẩy gốc cây và mó phí mó phon phù thủy ông đạo pháp sư bà đồng độc lập còn tiếp bài tới ma quỷ trên đất lào